Hello, Hello, cả nhà. Let's kick it talk show hôm nay sẽ trở lại với cùng với anh Mai Thi Thế, bé Danny Huy Lê. Và đặc biệt nhất là hôm nay là sự trở lại có mặt của anh Hoàng Vũ Phong. Xin mời anh Mai Thi Thế có vài lời với viewers. Mai Thi Thế xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It do Cinema Studio thực hiện. Chào Eric Hiệp, chào Buffalo Hoàng Long và chào Danny Huy Lê. Xin gửi lời chào quý khán giả đã một lần nữa dành thời gian để trở lại với chương trình Let's Kick It của Cinema Studio thực hiện cùng với ekip của chương trình là có Danny, anh Mai Thế, anh Hiệp cũng như là chào mừng sự trở lại của anh Buffalo Hoàng Long. Anh Buffalo, cho vài lời đi. Cảm ơn Hiệp, cảm ơn Thế và cảm ơn Huy. Sau thời gian bận rộn thì hôm nay Hoàng Long trở lại để cùng với anh em tổng kết lại dòng bảng và chào quý khán thính giả. Ok, thấy cái gì đặc biệt? Đặc biệt là tại vì chương trình ngày hôm nay thì sẽ làm cái tổng kết lại cái lượt tất cả các trận của vòng bảng. Thì không thể nào mà thiếu được Buffon Hoàng Long. Nên Mai Thi Thế nói là Hoàng Long bữa nay cố gắng để lên cùng với anh em để chia sẻ những cái những cái gì mình đã thưởng thức được, những cái gì mà mình đã hơi út ức, thì là có thể là trong chương trình ngày hôm nay thì tất cả các anh em đều gửi đến quý vị những cái nhận định rất riêng, những cái nhìn rất riêng của anh em sau cái tất cả các lượt trận ở vòng bảng vừa rồi. Trước khi mình vô chương trình, mình xin được nói một chút xíu về our sponsor today, anh Thế. Mời Hiệp nói đi. Hiệp nói bạn Hiệp trước đi. Nói chung là mình có hai sponsor đặc biệt. Thứ nhất là nhà hàng February số 2 trên đường Garden Grove đã khai trương. Ở đây thì đã chúc qua số 4 anh Hiệp ơi. Lại đi, lại cho nó đi. Ok. Trước hết là Eric có muốn cảm ơn nhà hàng February number 2 trên đường Garden Grove đã khai trương, đã có nhà ý sponsor cho cái chương trình của Eric là Let's Ticket Sắc Số. Còn sponsor thứ hai thì không biết anh Thế. Ekip làm việc cũng xin chân thành cảm ơn anh Nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor đã tài trợ những chiếc áo đấu cho chương trình ngày hôm nay. Thì một lần nữa cảm ơn các nhà tài trợ rất nhiều. Thì trở lại xin Mai Thi Thế cũng như Hoàng Long xin mời Danny Huy trước đây để nói về góc nhìn của mình qua những trận của vòng bảng vừa rồi. Dạ thì cảm ơn anh Thế và Danny. Xin vừa qua vòng bảng thì phải nói đây là một cái mùa Euro có thể nói là nếu mà quý vị là fan của những đội bóng đa số là được yêu thích hay được gọi theo cái từ nói vui là kèo trên thì chắc có lẽ là đa số quý vị sẽ không có hài lòng với cái đội bóng của mình, có thể ngoại trừ những cái ví dụ nhỏ nhỏ như là Tây Ban Nha thôi. Kể cả Đức thì kể cả lượt trận cuối cùng cũng gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển Hungary. Thì nhìn chung theo quan điểm của Danny thì thật sự bóng đá hiện đại đã thay đổi rất là nhiều. Các cầu thủ và các ban huấn luyện trước khi thi đấu bất kể một trận đấu nào, bất kể một cái đối thủ mình là ai, thì họ đều sẽ có những cái bài vở chiến thuật mà được đề cao cái tính cẩn trọng và đá để không thua, chứ không thể nào mà bung hết sức hoặc là dở hết tất cả các bài để mà cố gắng ghi bàn thắng càng nhiều càng tốt hay là như thế nào đó, mà họ sẽ đề cao cái tính tập trung giữ cự ly đội hình lên xuống và trông chờ vào sự sai lầm của đối thủ. Và có lẽ cái trận đấu cuối cùng mà kết thúc lại vòng bảng ở bảng F có lẽ là một cái ví dụ điển hình nhất, đó chính là chiến thắng bất ngờ
có lẽ là không ai nghĩ đến là có thể những người, có thể người dân Georgia hoặc là những người yêu thích kèo dưới thì có thể hy vọng một trận hòa cho Georgia, nhưng không, Georgia ngay từ những phút đầu tiên đã tận dụng sai lầm của hậu vệ Bồ Đào Nha để ghi bàn thắng rất sớm, và sau đó họ áp dụng một cái chiến thuật thi đấu chặt chẽ và không cho Bồ Đào Nha cơ hội gỡ hòa, và cuối cùng chiến thắng luôn 2-0. Đó là một cái minh chứng, một cái ví dụ điển hình nhất của khi bóng đá hiện đại có những kết chiến thuật cũng như là những phân tích dữ liệu của từng cầu thủ, từng vị trí, thì bất kể đội bóng là đối thủ là ai thì chỉ cần tuân theo đúng những cái phương kế hoạch tấn công mà huấn luyện viên đề ra, giữ cự ly đội hình thì kết quả có lợi sẽ rất cao hơn là chúng ta hay so sánh một cái đất nước nhỏ hay đất nước lớn, một đội bóng kèo trên kèo dưới. Chắc có lẽ là Mai Thị Thế sẽ mời Buffon Hoàng Long, là một trong những người mà luôn đề cao cái lối chơi đá đẹp, fair play, thì chắc có lẽ Hoàng Long sẽ là cái người rất là công tâm nhìn nhận những gì mà đã các trận đấu đã cho mọi người thấy rằng trong bóng đá hiện đại thì có lẽ là cái khi mà có sự can thiệp của VAR hay là vẫn còn đâu đó những cái dư âm mà mọi người vẫn thắc mắc liệu VAR có công bằng hay không, thì một lần nữa ngày mai thấy chắc có thể mời Hồng Long gửi đến quý vị. Thì trước khi lên chương trình thì Hoàng Long cũng có ý để nói, để giống như làm chương trình với anh em, nhưng mà khi mà Huy mở lời đó, Hoàng Long cảm thấy là làm như nó đưa cho Hoàng Long thêm cái những cái ý để bắt đầu tiếp theo những ý của Huy đó. Đúng, ngay từ cái buổi đầu nói là nếu mà mọi người coi đá banh bây giờ mà nhìn vào những cái đội gọi là brand name á, hàng hiệu thì có thể đa phần là sai. Với lại thứ hai nữa là giải châu Âu là nó quy tụ những cái đội ngang tài ngang sức, khó mà nhìn vào cái nước này mà mình có thể mình nói là nó nhỏ, nó yếu hơn cái nước kia. Thì trở lại là tất cả những gì nó đã, những cái sắp xếp từ ban tổ chức đã đưa ra là đội 24 đội thì tất cả là có 6 bảng thì 12 đội sẽ vô, cộng thêm tại vì nó lẻ cho nên phải lấy thêm 4 đội hạng 3 nữa. Cho nên là mới đủ 16 đội cho vô vòng loại trực tiếp. Thì tất cả các đội vào và khán giả của các đội mình yêu thích đó, khi mà vào vòng chung kết đó, thì sẽ giống như kỳ vọng quá nhiều. Thứ nhất là đội mình mạnh hơn đội kia, sẽ thắng bao nhiêu trái, tiền đạo này hay, tiền đạo này giỏi, là phải ghi bao nhiêu bàn. Nhưng rồi xong rồi đâm qua hàng học với những người chiến thuật của các huấn luyện viên thì nói là tại sao ông này dở quá, ông kia dở quá. Nhưng mà thật sự một cái đất nước người ta đã chọn ra một người huấn luyện viên, tất cả là tất nhiên là người ta giỏi hơn mình rồi. Rồi không phải một huấn luyện viên mà người ta làm hết tất cả mọi quyết định trong một cái đội, mà nó có một cái ekip ngoài sau, nó vừa phân tích, nó vừa study về cái đội kia tình hình thế nào, cầu thủ thế nào. Và một cái đặc biệt nữa là khi mà tại sao mình có bắt thăm, mình bắt thăm là đội nào hạt giống rồi đội nào sẽ rơi vào bảng nào, cái đó cũng là một cái điều mà rất là quan trọng. Tại vì dòng bảng nó sẽ thi đấu từng bảng trước, thì những cái bảng thi đấu trước đó, nó sẽ kết thúc trước, và những cái đội mà được thi đấu sau đó, là người ta có những cái toan tính. Thì sau dòng bảng nó sẽ chia làm hai nhánh, thì những đội mà rơi vào cái nhánh E đó, thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ đụng nhau. Giống như ngay từ đầu dòng loại đó, thì mọi người đoán là Anh và Tây Ban Nha vô chung kết. Nhưng mà cái đó chỉ là chơi thôi, theo cảm tính là mình thấy hai đội đó mạnh, hai đội đó có những cầu thủ giỏi đó hay, thì mình mong mình được thấy những cầu thủ đó trở lại trong trận chung kết. Nhưng mà sau vòng bảng, tất cả các đội nó đều nghiên cứu với nhau, nó sẽ tránh. Cho nên có những trận đấu đó, mình thấy nói nhiều khi nói trận đấu cuối cùng giữa Bồ Đào Nha với Georgia đó, ai cũng nghĩ là Bồ Đào Nha sẽ trận này Ronaldo vô sẽ thoải mái tinh thần để ghi bàn thôi nha. Nhưng mà là mình nhìn là ức chế nó có cái chiến thuật của nó chứ không phải ông đó. Tại sao nó thua trong đá banh á, thắng chưa chắc gì đã vô địch, nhưng mà những cái người mà người ta tính kỹ đó, người ta sẽ đi một cái nước cờ khác, người ta sắp xếp dòng tới người ta sẽ đụng ai, và có thể là người ta sẵn sàng sắp xếp để cho cái đội kia nó không đá trực tiếp với mình, nhưng mà nó đụng cái đội mà sẽ đụng với mình vòng tới. Thì mình phải cho cái đối thủ nào mà nó có nặng ký chút xíu, nó vô nó quần thằng kia cho mệt,
thì dòng dòng tới vô mới đụng mình. Chính xác, đó, chính xác. Cho nên xác. Khi mà nói về nhìn vào cái đội, không, mình có đá banh bây giờ, hồi xưa Hoàng Long rất là thích cuồng, gọi là cuồng đó. Chọn một cái đội đó mà cuồng, coi như là người ta đá cỡ nào cũng hay hết. Cho dù đá hụt cũng là hay luôn. Chiền hụt cũng hay mà, coi như là mình tìm mọi cách để mình nói cho cái pha bóng đó là nó hay chứ, là theo tính toán chứ không phải là cái đó Hiệp thấy kế bên em có fan cuồng á, em đang nói ông Huy và ông Hoàng. cho nên mọi người cũng nên bớt thất vọng vì cái đội mình yêu thích sau dòng bảng á, là cái đó là chỉ là những cái toan tính và những cách bảo vệ cầu thủ để bắt đầu dòng thứ bảy này đó, là bắt đầu bước vào dòng 16 thì lúc đó mới là chiến thuật, sẽ các bạn sẽ thấy được chiến thuật rõ ràng. Ý Hoàng Long đó là cửa trên. Ý Hoàng Long đó là hiện tại bây giờ ở dòng bảng những cái đội mà tương đối là những đội mạnh thì họ giấu bài chút xíu, họ không cần phải đá hết tại vì có thể là họ phải được vào vòng trong, nhưng mà đôi khi cũng có những cái kết quả bất lợi và những kết quả không tính trước được, nhưng mà cũng có nhiều đội cũng có lợi. Thì Hoàng Long vừa nói với quý vị là ở ngay cái dòng chung kết Euro hiện tại bây giờ là có 24 đội, tất cả các đội đều là có cái trình độ nó hơi ngang nhau, thì mình trở ngược lại với thời gian là lúc trước là vào năm những năm trước á, năm trước 2000 á, thì là chỉ có 8 đội thôi, 7 đội đứng đầu của 7 bảng, rồi xong mức độ chủ nhà là 8 đội, xong lúc đó là chỉ có 8 đội. Sau này tới năm 96 tổ chức ở Anh thì bắt đầu mới lên 16 đội. 16 đội thì khi mà đá dòng bảng xong là vô đá tứ kết liền. Sau này thì cái tính thương mại họ đưa lên cao thì họ mới chọn là 24 đội. Thì là có nhất nhì của 6 bảng thì sẽ có 4 đội có thành tích tốt, 4 đội hạng 3 thành tích tốt. Thì quý vị thấy là lần đầu tiên mà một đội 4 điểm mà vẫn không vô được vòng trong thì rất đau cho Ukraine. Nhưng cho thấy Hoàng Long vừa gửi đến quý vị là cho thấy là cái ngày nay cái trình độ của giải châu Âu nó tương đối, các đội nó gần lại nhau hơn, thì các đội có thể họ toan tính với nhau rất nhiều, nên ngày nay mà đôi khi có những cái thất bại của những cái ông lớn hay là những gì họ thi đấu ở vòng bảng có thể làm thất vọng, nhưng biết đâu được vào vòng trong thì huấn luyện viên sẽ có những cái đấu pháp nó thực tế hơn, hay là những trận đấu sống còn thì là họ sẽ bung ra những cái chiêu của họ, thì vẫn đâu đó với bộ điều cũng vẫn trông chờ vào các cầu bóng yêu thích của mình. Thì mời tiếp Hoàng Long, thì chắc có lẽ là những ngày vừa rồi thì Hoàng Long cũng rất bận, nhưng mà cũng cảm ơn là Hoàng Long là anh Thế có gọi. Nói không thể nào mà anh Thế với Huy mà go over lại hết những cái chi tiết của tất cả các trận đấu của vòng bảng được. Nên có Hoàng Long lên thì ba anh em có thể là người tung, người hứng rồi nó vui hơn. Thì mời Hoàng Long tiếp tục em. Thì tiếp theo là anh Thế là cũng nói theo cái từ của những người chơi đá banh và bắt đầu vòng 16 này á, thì trật tự thế giới sẽ lặp lại. Những cái mà chiến thắng kiểu mà là bốc đồng những bất ngờ đó thì có thể nó sẽ ít lại. Rồi cũng nói theo anh Thế luôn là có thể có bài vợ đó giấu bài, nhưng mà có đội đó đến cuối giải thì người ta biết được là giấu riết rồi không lấy ra được, mất luôn, giấu bài riết rồi cuối cùng nói bài đâu mà giấu. Nhưng mà nếu như vậy mình mặc dù là theo anh Long là sẽ không có nhiều bất ngờ, nhưng mà anh có nghĩ là sẽ có một đội rồi đó tạo nên một cái gì đó như là Maroc ở chắc chắn World Cup là không? Một cái giải đấu là chắc chắn phải có nửa ô. Thì hiện tại là hiện vừa xong cái bảng này là đúng. Theo hai anh là đội nào sẽ là đội mà có nhiều cơ hội nhất để tạo ra một nhiều cái sự địa chấn khác như là đội Maroc? Giống như là 8 năm trước thì chắc có lẽ là đội Iceland. Thì năm nay thì quý vị vừa thấy rằng cái đội Georgia thì một trận đấu mà đã về từ một cái đội mà không hy vọng được nhiều để vào vòng trong. Hay là có ai nghĩ rằng mà đội tuyển Áo
mà ở lại là đứng xếp trên đội tuyển Pháp là đội tuyển Hà Lan. Trong bóng đá nó là như vậy, tại vì có những tính, có những cái toan tính cũng vẫn không phải là muốn tính gì là ra đó, có nhiều cái bất ngờ, nhưng mà đó là một cái điều thú vị mà mọi người đều yêu cái bộ môn thể thao này. Có ai nghĩ rằng tới giờ này mà các cầu thủ, mọi người kỳ vọng những cầu thủ mà vua phá lưới của các giải đấu hàng đầu vẫn không không qua khỏi một cầu thủ vô danh tiểu tốt của Georgia, của Georgia. Một cái tên khá là dài, Chipcha Kavraskela là cầu thủ người Georgia, 23 tuổi, hiện đang đá cho câu lạc bộ Napoli. Hay ha. Một cầu thủ mà có thể nói là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của cái nước Georgia. Anh ghi 3 bàn. Dạ, và anh đang dẫn đầu vua phá lưới với 3 bàn thắng. Mika Pese. Dạ. Tiếp theo lời của Huy đó, có lẽ là Huy có một cái sự chắc ngầm là anh em như Ronaldo tại sao không ghi bàn. Cầu thủ 23 tuổi là ghi bàn. Thì bây giờ nói với Huy nè, trong thể thao đá banh á, giới đá banh á, mà bước qua tuổi 25 á là mình đã thấy mình over the hill rồi. Thử Huy so sánh thì Ronaldo 38 tuổi, một cầu thủ 23 tuổi, cách nhau bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. Thì ra sân đó, ví dụ cách nhau 3-4 tuổi đó, thì mình đã thấy khác rồi. Đúng không? Ừ. Mà cái tuổi mình càng lớn mà cách nhau 3-4 tuổi nó lại khác nữa. Mà 38 tuổi mà so với cầu thủ 23 tuổi, giống như anh nè, anh ra đá banh ngoài sân banh nè. Khỏe đó, có đó, nhưng mà so với những em 18-20 tuổi đó, anh biết trước là mình biết mình ở đâu liền, cho nên mình không dám ra mình thi. Thà mình không thi còn cái độ nhạy bén, sức rướng, nhanh không còn đó, mặc dù mình kinh nghiệm đó. Nhưng mà thi đấu mà 90 phút là nhưng mà cái một cái người như Ronaldo mà vô sân á, cho dù người ta có những người không thích dây già, dây yếu, có những cái trái banh bắt thừa, động tác thừa này nọ. Nhưng thử hỏi bây giờ Ronaldo vô đó có ai dám bỏ Ronaldo không kè không? Đúng không? Cho nên nó huấn luyện viên tại sao bỏ Ronaldo vô những cầu thủ giống như là đã qua những kỳ World Cup rồi, người nghĩ là thôi hết thời rồi đó, nhưng mà tại sao người ta vẫn đứng vững trên sân mà 90 phút? Đó, cái đó là cái mà có thể là chiến thuật, cái đó cũng là chiến thuật của huấn luyện viên đó, cho nên mình đừng có chê, mình đừng có nói là cái thằng đó là công thần, cho nên huấn luyện viên không dám lấy ra. Ông có điều có cái tính toán của ông. Trước khi chọn đội banh mà đi vô vòng chung kết đó, là đã có sự sàng lọc rồi, chứ không phải mà quen anh 7, anh 8 gì đó được đưa vô đội hoặc cái đó thì nó không có. Thì Hurricane nhưng mà theo em của em ghi được bao nhiêu bàn? Một bàn. Ok. Rồi. Vẫn hơn Ronaldo. Nhưng mà theo em là em vẫn thấy Danny vẫn thấy ở Ronaldo có một cái cá tính rất là mạnh, cho nên những cái không phải đây là động tác thừa hay là anh không có cơ hội, bởi vì theo thống kê qua vòng bảng Ronaldo đang là cầu thủ sút nhiều nhất nhưng hiệu quả là thấp nhất, thấp hơn cả Lukaku. Chưa ghi bàn. Anh sút tới 12 quả nhưng sút mà on target đã ít rồi, chứ không phải là đừng nói đến ghi bàn là anh vẫn chưa ghi bàn. Cái ở đây Danny thấy là bởi vì theo cái này là bởi vì là fan của Manchester United, cho nên là có một cái kinh nghiệm là của chính cái đội bóng của mình là ở mùa bóng 2020-2021, thì khi mỗi lần mà thay Ronaldo ra hoặc là không Ronaldo đá dự bị hoặc là thay vô, thì Ronaldo có những cái biểu hiện ở ngoài mặt là không bằng lòng. Thì cái đó cá tính của Ronaldo. Nhưng theo anh Long với anh Thế có nghĩ nó cũng ảnh hưởng chứ, ảnh hưởng đến một tập thể. Bởi vì nếu mình đã nói đây là toan tính của huấn luyện viên thì huấn luyện viên vẫn hoàn toàn có thể thay một cầu thủ ra. Cái đó là cái bệnh của ngôi sao. Nhưng mà Ronaldo đúng ra là theo anh Thế thấy là cái trận vừa rồi đó, mình phải nói cái công tâm là trọng tài không ưa Ronaldo. Mà tại vì Ronaldo lại có những cái hành động nó hơi quá, chẳng hạn như dùng dằn rồi làm gì. Ngày nay mà có VAR mà, anh cứ việc người ta níu áo anh thì anh cứ việc thiệt đi. Người ta chỉ níu một mà anh chuẩn bị anh té, anh đóng phim thì là cái đó là hơi quá. Mời quá. Chứ anh thấy là khi mà không phải mình nói mình nhìn vô, mình thích cái cầu thủ đó, mình có cảm tình thì đúng. Còn Long nói đúng là có, không phải là thì 50-50, nhưng mà mình vẫn chênh lệch về cái hướng là 60 đi. Thích Ronaldo đó, những cái biểu hiện mà Ronaldo ra sân mà dùng dằn như vậy đó, cũng có thể là toan tính là tôi cho anh biết là tôi vẫn còn sức đá đó.
Anh vô thế tôi là anh phải làm hơn tôi nha. Đó, đó là những cái lời động, những cái sự động viên cho cầu thủ trẻ. Còn khi mà Ronaldo có những cái động tác mà phản ứng hiện tại một cách mãnh liệt như vậy đó, là để cho những cầu thủ trẻ vô sân đã thi đấu rồi là mình phải thi đấu hết mình và phải có những cái mạnh mẽ như vậy để cho đó, thứ nhất là mình phải cho đối thủ biết là mình không phải là dạng dừa, chứ mà mình vô sân mình cứ cởi người xem hoa thì người ta dễ quá, đúng không? Tại vì khát khao của Ronaldo thì lúc nào cũng cháy bỏng, nên anh vào sân mà ở một cái giải đấu có thể là cuối cùng của anh mà tới hiện tại bây giờ anh vẫn chưa ghi được bàn, mặc dù là cái tôi của anh đã thắng được cái tôi của anh khi mà truyền cái bóng cho Bruno Fernandes, nhưng mà ở trận gặp đó là Châu Trà thì cứ nghĩ là anh sẽ là khai hỏa, nhưng mà vẫn đâu đó họ thi đấu với mình là ngôi sao thì chắc chắn là bên kia tổ huấn luyện họ sẽ biết được là mình di chuyển như thế nào, mình nhận bóng ở tư thế nào, mình sút nhận bóng như thế nào, là mình chuẩn bị mình chuyền là cái gì là họ đã study sẵn hết trơn rồi. Nên ngày nay mà những dữ liệu, những cái thống kê hay là bất cứ một cái gì của một cầu thủ nào thì bên đối phương họ đều có hết, nên rất khó cho Ronaldo. Nhưng mà ở mình là một ngôi sao rồi, tại sao có nhiều người vẫn thương rắn quý Ronaldo nhưng mà một số đông lớn hơn họ vẫn yêu Messi, là tại vì Messi không có những cái đức tính đó, hay là đôi khi Messi cũng dùng dằn, cũng cọc tính, nhưng mà nó không có giống như Ronaldo. Nên that's why là tại sao cái lượng fan ở trên toàn cầu nó cũng vẫn nhiều hơn, mặc dù Ronaldo là cái tầm ảnh hưởng của Ronaldo là rất là lớn. Nếu mà trong khoảng 20 năm đổ lại đây không có cái sự cạnh tranh, không có cái sự cống hiến của Ronaldo và cái sự cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi thì chắc có lẽ là bóng đá nó hơi bị kém phần hấp dẫn, và chắc có lẽ rất lâu mới có được hai đối trọng mà giống như là Ronaldo với Messi. Nên mọi người đều nghĩ rằng có thể là giải cứu của Ronaldo, nhưng mà 39 tuổi đối với Ronaldo vẫn chưa phải là già. Ronaldo là một con người mà sống rất là kỷ luật, và có lẽ là cái một con người mà rất chinh phục về những những anh lúc nào anh cũng muốn là một cái người mà lúc nào cũng có những cái record cho riêng bản thân mình. Nhưng mà trong một cái giải đấu mà cái tính cạnh tranh khốc liệt như vậy ở cái tuổi 39 cũng rất khó, nhưng mà anh vẫn là một đội trưởng mẫu mực, vẫn là một cái người mà thủ lĩnh tinh thần. Nên chắc có lẽ câu chuyện Ronaldo mọi người có thể để qua một bên để nhìn lại một Bồ Đào Nha nó có một lối chơi mà mọi người cứ nghĩ rằng Bồ Đào Nha sẽ là một đội bóng mà mặc dù là ở bên cái nhánh rất là khó, nên liệu Ronaldo và đội Bồ Đào Nha có vào đi sao vào hay không thì đó là vẫn là một dấu hỏi lớn. Thì anh em mình trở lại với cái hai cái nhánh đấu vừa rồi đi. Bây giờ tiếp theo là bên thế luôn, là cái này là cái tâm lý từ nhỏ mình lớn lên, mình ra sao mình muốn trở thành cầu thủ là ai cũng thích là được ghi bàn, đúng không? Nhưng mà Hoàng Long mới đọc được một cái câu trên mạng rất là hay mà thấy là đúng, nhắc Ronaldo mà không nhắc BB là một cái sự thiếu sót. Nói Hoàng Long BB lớn hơn Ronaldo tới 3 tuổi lần mà vẫn chiến đấu rất là kiên cường. Thì một cái câu Hoàng Long đọc được là nó nói là attack win the game but defend win the championship. Thì cầu thủ giống như cỡ Ronaldo đi, là ai cũng nói là siêu sao rồi, có thể ghi bàn ở mọi tình thế. Nhưng mà bây giờ, đá banh bây giờ là hàng hậu vệ rất là quan trọng. Nó nghiên cứu rất kỹ cái lối chơi của Ronaldo và nó áp sát. Thì Ronaldo sẽ không có cửa, không có cơ hội để tung ra những cái cú sút. Cho nên mặc dù thống kê thấy là Ronaldo tung ra rất là nhiều cú sút nhưng mà không chính xác, là không đưa mình vô được cái thế thuận lợi, bởi vì cầu thủ trẻ bây giờ đá hậu vệ người ta bám sát rất là kỹ, mà hơn nữa là trẻ hơn 15 tuổi thì chắc chắn là Ronaldo không có hướng để xoay. Cho nên có banh là sút, mà sút như vậy thì vội vã quá.
Ronaldo với Ronaldo thì là anh là cái người tiền đạo mũi nhọn, anh là cái người có thể là cái người thay đổi cục diện trận đấu khi mà cái khoảng cách ngôi sao của anh, nhưng mà người ta vẫn chờ. Nhưng Hoàng Long vừa nói là BB thì chắc có lẽ là tới thời điểm hiện tại là cặp trung vệ mà BB với lại Diaz, Ruben Diaz vẫn là cặp trung vệ hay. Dạ, trận cuối thay BB ra cái là BB là 41 tuổi. Nhưng mà cái kinh nghiệm và cái thể lực cũng như là cái sự ma mảnh lọc lõi của BB thì là số 1 rồi. Những gì mà Ruben Diaz mà khiếm khiếp, cũng giống như là show trước là Thái cũng có nói, Ruben Diaz mà khiếm khiếp là BB là anh khỏa lắp hết. Một cái một trung vệ mà có tính chỉ huy rất cao, thi đấu lăn xả, và lúc nào mà em Út mình thi đấu mà lơ đễnh là cái sự chỉ huy của BB vẫn là một cái hỗ trợ rất tốt cho các đàn em của mình. Nên BB và Ruben Diaz vẫn là cặp trung vệ tính tới thời điểm hiện tại đó là cặp trung vệ hay nhất. Thì Huy, có thể là Huy, anh em mình đi vô chi tiết của hai cái nhánh mà mình chuẩn bị vào vòng. Dạ em nghĩ dạ. Thì sau cái vòng bảng thì chắc chắn là cái đội mà ấn tượng nhất về cái hiệu suất tấn công sẽ là đội tuyển Đức. Là đội thứ nhất là đội chủ nhà, là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 8 bàn thắng, và họ cũng là đội bóng cầm bóng nhiều nhất và có nhiều đường chuyền nhất luôn. Tất cả các thống kê về mặt tấn công của Đức đều là nhất hết. Chỉ có là không có thắng được hết 3 trận như Tây Ban Nha thôi. Nhưng mà chắc chắn là Đức vẫn sẽ là một duy nhất ha. Tây Ban Nha là đội duy nhất. Thì cặp đấu giữa Đức với Đan Mạch, một trận đấu mà chắc là fan Đan Mạch của anh Hoàng Long là sẽ rất là đón chờ. Anh có hy vọng là sẽ có một cuộc bằng chiếc áo quá đẹp. Cho hỏi Hoàng áo đó Hoàng có bán không vậy Hoàng? Áo đó là anh thế với hiệp kết từ lúc có giá trị kỷ niệm từ lúc đầu show tới giờ nha. Có bán không vậy? Em cũng sẵn anh hiệp hỏi thì em cũng cảm ơn một người bạn rất là mê chuyên đi sưu tầm những cái món hàng, món cái áo đặc biệt như vậy tặng cho Hoàng Long. Và chỉ biết Hoàng Long là người mà trân trọng những cái áo này giữ kỹ lắm, nên không có rì gift. mình biết người đó là ai rồi nhưng mà mình không nói tên đâu. Cũng có bữa không có Hoàng đây thì Hiệp Thế với Huy cũng có nhắc tới một người bạn mà là cái người tiên phong mà đem những chiếc áo đẹp về cho các anh em ở tại Lido Sài Gòn này. Thì một lần nữa cũng cảm ơn Tô Ti Vũ. Phi Vũ. Anh cũng có mời anh lên chương trình, cũng có mời anh đi Nhật Bản chơi, nhưng mà dạo này thì Tô Ti rất bận đánh góp nên thôi. Hay có dịp khác. Chương trình thì cũng có mời một số người bạn và một số các anh mà yêu thể thao, nhưng mà các anh nói là ngồi nói chuyện chơi ở ngoài thì được, chứ ngồi mà trước ống kính thì mấy ảnh không quen, nên thôi để dịp khác. Lúc nào anh cảm thấy thoải mái thì mới lên. Thì mấy người bạn đó anh thấy không làm đi đá banh dẫn lên sân đi. Em thường thường em ra sân với mấy đứa bạn đá banh em á, em hay kêu tụi nó tập làm quen với ống kính đi. Tại vì mình không biết khi mình sẽ vô địch. Mà khi mà mình vô địch là mình bước trước ống kính rồi, cái mặt mình nó bí xị giờ mà, nên mình phải tập cái gì cũng phải tập từ nhỏ. Nếu vậy thì nãy giờ anh thấy Hoàng Long ngồi cho thoải mái chút xíu đi, em nhìn nó hơi cứng chứ không kiếm. Rồi, tiếp tục. Mời bây giờ mời Huy và Hoàng Long lần lượt mỗi người đại diện mình nói về một nhánh của mình đi. Bây giờ chắc có lẽ là mời Huy nói về cái nhánh của đội tuyển Anh đi. Dạ, tuyển Anh thì kết thúc vòng bảng là nhất bảng C. Mặc dù là có rất nhiều chỉ trích, tuy nhiên tuyển Anh thì mượn lời của anh Long là Defense Win Champion. Hiện tại là tuyển Anh chỉ mới thủng lưới một bàn. Và cái thống kê này đúng ra thật sự Danny là một người rất là thích tổng hợp những cái thống kê và những cái thông số sau những trận đấu. Thì thật sự cái thống kê mà bàn thắng ít nó không có quan trọng bằng cái thống kê là chỉ số XG, gọi là expected goal á, thì với ba đội bóng mà thi đấu với tuyển Anh á, thì thường tuyển Anh rất là nắm ưu thế.
hoàn toàn ba đội bóng thi đấu với tuyển Anh ở vòng bảng này họ không có nhiều cú sút về phía khung thành của tuyển Anh, chứng tỏ là tuyển Anh có một cái cự ly hàng phòng ngự so với hàng tiền vệ và tiền đạo khá tốt, cho nên là tới hiện tại thì vẫn chưa có thấy là cái hàng phòng thủ đáng lo lắng, nhưng mà lại trở thành sự lo lắng lại trở về với hàng tấn công hơn. Thì hy vọng là với cái sự vững chắc của hàng phòng ngự như vậy thì ở cái nhánh của tuyển Anh vòng tiếp theo sẽ gặp đội Slovakia, và nếu thắng thì giữa cặp đấu đó sẽ tiếp tục vào cặp đấu giữa Ý và Thụy Sĩ, cũng không phải là cũng tạm thời là né được các sừng sỏ như là Pháp, như là Đức, như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì hiện tại vẫn tránh được. Thì vẫn hy vọng là tuyển Anh sẽ đi sâu với cái nền tảng là hàng phòng ngự hiện tại là một trong những hàng phòng thủ tốt nhất của giải đấu. Bên nhánh bên kia nếu mà không có gì bất ngờ thì chắc có lẽ đội tuyển Anh sẽ vào gặp với lại Hà Lan, phải không? Dạ đúng. Thì nhánh bên này là nhánh, nếu mà mình có một cái bảng đấu tử thần thì là cái nhánh mà Hoàng Long sẽ gửi đến quý vị đó là cái nhánh tử thần. Yeah. Nói thêm nếu Huy về cái nhánh của Huy đó, Slovakia đó, cái tỷ lệ ghi bàn nó rất cao, mà nằm trong cái bảng đó là bảng tử thần. Nó chơi mà cứ hù hù. Chơi mà nói là bảng của em không? Em đang nói là cái nhánh Huy mà hù không chịu. Hù hù đội của Huy hoài. Mình nói luôn nè, một cái đội này mà chắc chắn là anh Thế với Huy có để ý là đội Romania. Đúng. Thắng giòn giả, Romania kết thúc vòng bảng. Romania. Mình rất là thích Hachikon. Hachikon hay quá. Cái bảng của Roma cũng là thắng 1, hòa 1, thua 1. Cái bảng là 4 điểm. Tất cả đội, các đội đều được 4 điểm hết. Uh-huh. Có 3 đội được vô, và một đội 4 điểm trước là Ukraine. Tại vì trận đầu tiên Ukraine để thua Romania. Nhưng mà nếu mà đúng như ta vẫn đang nói về cái nhánh đó thì tại vì em cũng chưa nói hết là em đáng lo ngại nhất không phải là Hà Lan, không phải là Romania, nhưng mà lại chính là tuyển Áo. Tưởng Áo cái nhánh của bên Anh mới là cái áo nhánh là em áo nghĩ là sẽ áo tỷ lệ ghi bàn rất là cao. Dạ đúng. Đó. Nhưng mà áo áo chính là cái đội mà đội banh mà chơi đúng với những gì mà huấn luyện viên ông đã cái nguyện vọng của huấn luyện viên là pressing, là đặt lối chơi mà pressing rất toàn bộ xanh luôn đó. Họ là pressing mà pressing ở tầm cao luôn. Dạ đúng. Họ không ngại là pressing tầm cao, tại vì chơi pressing là phải có nền tảng thể lực rất tốt. Đó là cho nên mình có thể em quay lại em đá lại chút xíu thôi. Xin lỗi anh Long là em đá lại chút xíu về Ronaldo. Bởi vì huấn luyện viên Rangnick của đội tuyển Áo là sau khi cái mùa mà Ronaldo về lại với Manchester United thì nửa mùa là Solskjaer bị sa thải, thì ông Rangnick là người về tiếp quản, coi như là ông cũng có nửa năm cầm quân với Ronaldo. Và chính cái lối chơi mà ông muốn toàn đội phải pressing thì Ronaldo muốn gì muốn anh vẫn không thể đủ thể lực để theo cái khối pressing đồng bộ, hoặc là anh sẽ chậm hơn hoặc là anh sẽ nhanh hơn và anh sẽ không về kịp, là bên khi mà anh pressing anh thiếu một người là anh bị hỏng hết, anh rất là lỏng lỗ. Thì cho nên cũng khá là đáng tiếc khi mà fan MU nói chung hoặc là người hâm mộ nói riêng thì rất là chê bai ông Rangnick, rất là coi thường ông ấy, nhưng mà sau khi là không làm việc ở Manchester United nữa thì ông trở về cầm tuyển Áo và bây giờ một kết quả cho thấy đường bước không vào phải, vòng không phải sau. là MU chê huấn luyện viên, chê luôn cả cầu thủ luôn. Mà các cầu Sabitzer, thủ chính xác. Các cầu thủ của MU chơi hiện tại Euro là những cầu thủ tỏ sáng, huấn luyện viên dạ đúng. Là hiện tại bây giờ là thành công. Em rất là đáng tiếc cái trường hợp của Sabitzer là có mượn nửa mùa từ Dortmund, từ Bayern Munich, nhưng mà quyết định là không mua. Rengos và Depay đều ghi bàn. Đó là những cầu thủ hiện tại, những cái gì mà không hợp với lại MU thì là Euro này họ đã tỏ sáng. Thì em còn đá gì nữa không? Dạ thôi. Không đá gì nữa thì mời Hoàng Long đi. Em đang là thì đó là cái nhánh đó là em lại cái show này là những gì bút xúc thì mình cứ việc đem cái tuyển Áo hơn. Dạ, tại vì khi mà cái show sau rồi những bút xúc của em không được giải bày hết. Tại vì đội em đã về nước rồi. Tại vì ấn tượng với Áo hơn là cái nhánh đó còn Pháp với Hà Lan. Đó là tại sao mà mới sáng sớm là anh phải gọi cho Hoàng Long bằng được, nó là Hoàng Long. Anh biết em bận thì Hoàng Long nói tối nay em phải có cái meeting với lại Urban Police để giúp những cái người ở trong thành phố gì đó, anh nói.
mấy giờ em ra? Nó 8 giờ. 8 giờ em ra thì là tụi anh chờ. Thì đó, bởi vì mới có Hoàng Long, có anh, có em đó, những cái gì thắc mắc thì nó mới nói gì. Rồi mời tiếp Hoàng Long đi. Thì đá banh bây giờ là một chuyện, nhưng mà cái mà gây ồn ào nhất đó là báo chí. Từ xưa vậy? Báo chí, xong rồi báo chí lôi luôn những huấn luyện viên lên, những phát biểu chọi lại cầu thủ mình. Hai bên chọi nhau. Thì đối với anh á, nếu mà huấn luyện viên giỏi á thì cứ âm thầm làm việc mình đi. Đừng có chọi là cầu thủ là học trò. Mình mà là mình đã trên cương vị là thầy giáo rồi á thì mình đi chơi thằng học trò chẳng khác nào. Chính xác. Không được. Mình bây giờ ông huấn luyện viên người Áo có thể anh nói là may mắn đó. Chứng tỏ đi, vô vòng xong thắng được đó. Tại sao giới cầu thủ giỏi nó không, ông không, người huấn luyện viên đó không cầm được, không điều khiển được để người ta đi ra ngoài người ta vẫn tỏa sáng, là những cầu thủ đó hay chứ không phải dở. Thì huấn luyện viên nói với anh đó, tầm tỉnh lại, mình hãy làm những gì mình cần làm đi, còn cái chuyện mà nói chê trách bị người ta phản phé rồi lên phải phản phé lại á thì cái đó không nên. Hay mà đối thường học trò là coi như là thầy mà phải ôm hết, mình bắt học trò thi đấu như thế đó mà học trò nó làm không được là do mình. Thầy là cái người là chịu trách nhiệm hết, còn chứ không mình không thể nào mình đổ lỗi cho học trò được. Nhưng cũng mà giống như là một trận thua của Bồ Đào Nha, ông Martinez ông không hề nói gì hết. Đó là coi như là một trận đấu mà ông cắt các quân bài chính của ông. Dạ, đúng rồi. Thì ông tung ra đội hình dự bị, nhưng mà ông không ngờ thì đội Châu Trà thi đấu hay quá. Với lại bàn thắng cũng quá sớm, sai lầm từ hậu vệ. Sai lầm quá, nhưng mà bây giờ đá banh bây giờ mà thủng lưới sớm là mất hết thế trận. Châu Trà, một đội bóng lần đầu tiên ra biển lớn mà thi đấu. Lần đầu tiên thi đấu một giải đấu lớn. 3.7 triệu khi mà đá với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha có hai trận thua. Một trận thua ngay trên sân nhà thì thua gần 6-3. Một trận đá trên Tây Ban Nha thua 3-1. Nhưng mà vẫn cho thấy rằng một đội bóng, người cứ nói là đội bóng lót đường. Euro không có đội bóng lót đường. Giải Euro 24 đội, mọi người mới nói là cái trình độ nó không chênh lệch nhau mấy. Bởi vì mới thấy toàn là ra kèo mà bịp không, toàn là ra kèo những đội banh lớn là thánh bịp luôn. Đó cho nên cái nhánh của cho em nói nắng của em anh rất thích Romania, anh để ý Romania. Vậy Hoàng nghĩ là Romania có cửa vô. Hà Lan nói với em là thi đấu chưa có gì gắn bó hết, còn là huấn luyện viên trông chờ vô những cái sự thay thế người vào phút cuối vẫn từ World Cup qua tới bây giờ, qua sau 3 trận đấu vòng bảng thì chưa thấy Hà Lan khởi sắc, vẫn còn cá nhân nhiều quá, với lại trong chờ vào cái yếu tố hên xui là thấy cầu thủ đó vô phút cuối làm được việc thì cũng có làm được việc đó, nhưng mà để coi gặp một cái đội Romania đang với tinh thần thi đấu quá cao. Vendai đau ha. Vendai bị Sabitzer xỏ mũi cái đau. Rồi thì, tiếp nhánh, nhánh của Huy nói chung là mình nhìn nhánh nào cũng là tử thần hết, nhưng mà những cái anh tài á, nó tập trung bên một cái nhánh A là Tây Ban Nha, Đức, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Pháp, Bỉ. Rồi đây là một trận đấu sớm của Bỉ với Bồ Đào Nha. Nếu mà theo dự đoán của mọi người đó, theo mà đội mạnh á, Tây Ban Nha với Đức là sẽ vượt qua vòng 16 thì vô trong sẽ đậm gặp nhau. Vậy Đan Mạch là không chịu nói Đức. Đan Mạch của anh là có hy vọng gì cho Eriksen không? Đan Mạch đá chứ xíu. Đan Mạch, cái này là Đan Mạch của anh Quang có chịu nổi không? Đan Mạch thì anh thích cái lối đá Đan Mạch, từ cái người huấn luyện viên, từ khuôn mặt coi như là nó nói gì? Anh rất là có cảm tình. Vô là có cảm tình liền. Cái coi như trong cái thành phần đội Đan Mạch đó thì không có cầu thủ nào mà mình có thể mình chê được. Nhưng mà đối với cái tuổi trung bình của các cầu thủ Đan Mạch thì có so với để đụng Đức dòng cái thế thì anh thấy chắc cũng hơi Đức nhỉnh hơn. Thiên thời địa lợi nhân hòa hiện tại bây giờ là cho đội tuyển Đức, nên rất khó thể nào mà có một trận banh mà mọi người mơ cũng không dám nghĩ tới là đội tuyển Đan Mạch sẽ thắng Đức. Bởi vì rất khó trong cái thế mà đội tuyển Đức bây giờ đang hừng hực như vậy, mặc dù là họ không có một trung phong hay, nhưng mà hai cái đôi cánh của đội tuyển Đức cũng như đội cánh đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại bây giờ là hai đôi cánh rất là thăng hoa, và
Jonathan Ta anh đã bị hai thẻ vàng không được thi đấu, nhưng Rudiger thì mới bị căng cơ, nhưng chắc có lẽ rằng đội tuyển Đức vẫn có cái sự thay đổi nó hợp lý ở cặp trung vệ này. Chắc có lẽ là Rudiger sẽ thi đấu thôi, còn tiền vệ thì mọi người cứ nghĩ rằng sự trở lại của Toni Kroos thì là quá hay. Nhưng mà Hoàng, có lẽ là cái thắc mắc là tại sao cái tình huống mà của đội trưởng Gundogan vẫn không bị thổi phạt mà để dẫn tới bàn thắng không? Thì coi cái trận đó thì cái pha đó phạm lỗi, cái pha đó quá lộ liễu rồi. Cầu thủ mà mình va chạm vô đối phương mà trong khi banh không có nằm trong tầm kiểm soát của mình, thì sau trận đó mà nó có gọi những cái người đã từng là huấn luyện viên đẳng cấp quốc gia của Việt Nam hỏi chuyện, thì có nói chuyện với chú Nguyễn Hữu Bài. Chú Bài này là trọng tài quốc gia, là người anh em của người chú ngày xưa cũng làm về trọng tài trong nước, thì chú cũng công nhận là cái banh đó và đã bỏ ra 5 phút để coi mà vẫn không phạt, trong khi cái cầu thủ á, sau khi phạm lỗi là nó đứng ra rồi nó chờ trọng tài hỏi nó mà trọng tài không hỏi. Nó đã biết nó là lỗi rồi đó, nhưng mà va vẫn không bắt. Thì nói chung là ngay từ đầu đối với riêng và bản thân Hoàng Long á, va đã ảnh hưởng quá nhiều vào cái nét đẹp của đá banh. Nhưng mà bây giờ nếu bỏ buông va ra đó, mà buông trọng tài, bỏ những cái dụng cụ đeo để nói chuyện với nhau, trở về với cái thuần túy của đá banh hồi xưa thì cũng khó. Tại vì cái bây giờ những mình nói về cái nhánh mà cá độ cá cược nó nhiều quá, nó chi phối trọng tài nhiều quá. Tự nhiên thế. Em dám nói. Tự nhiên thế rồi cười không phải thế. Em dám nói cho nên tại sao nó không cho trọng tài làm việc của trọng tài giống như hồi xưa giờ cũng khó. Em nói thật khó đó.